Thời gian gần đây, việc đi đăng kiểm đang trở thành vấn đề nan giải với nhiều chủ sở hữu ô tô tại Việt Nam, đặc biệt các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi vấn đề quá tải tại các trung tâm đăng kiểm tạm lắng xuống, thì hiện tại các doanh nghiệp, chủ xe lại dối bời vì ùn tắc diễn ra trên ứng dụng và phải xếp hàng gần 2 tháng mới đến lượt đăng kiểm. Bên cạnh hiệu quả rõ rệt khi tình hình phương tiện xếp hàng chờ đăng kiểm gây ùn tắc đã được khắc phục, việc sử dụng ứng dụng đặt hẹn đăng kiểm đang khiến cho một số trường hợp người dân gặp khó do lịch hẹn quá xa so với thời gian tem đăng kiểm đến hạn. Đến hết tháng 4 mới tới hạn đăng kiểm, thế nhưng anh Thanh Hùng quận Bình Tân lại phải chờ tới tận tháng 7 mới đến lịch hẹn để đi kiểm định. Công việc chạy xe kiếm tiền phải chi trả chi phí sinh hoạt cho gia đình trông cả vào chiếc xe ô tô. Ấy vậy mà giờ đây, anh Hùng phải để xe nằm nhà mấy tháng. Tương tự trường hợp của anh Thanh Hùng, xe ô tô cá nhân của anh Nguyễn Đình Truyền, ngụ Tây Ninh cũng buộc phải nằm ở nhà gần một tháng. Xe hết hạn đăng kiểm vào đầu tháng 5, lặn lội đến thành phố Hồ Chí Minh tìm chỗ đăng kiểm. Anh Truyền được hướng dẫn lên ứng dụng đăng ký thì lịch hẹn của các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh báo là kín tới hết tháng 5. Anh truyền cho hay đúng là sử dụng đăng ký qua app sẽ giảm thời gian của mọi người phải bỏ ra để đi đăng kiểm, nhưng khi dùng app lượng người đăng ký nhiều nên dễ dẫn đến quá tải không có cách nào khác nên tôi đã để xe ở nhà chờ đến lịch hẹn đăng kiểm ở Tây Ninh vào cuối tháng 5. Sau khi đăng ký lịch hẹn từ cuối tháng 4, khoảng hơn 2 tuần sau ông Nguyễn Ngọc Ảnh Thành phố Thủ Đức đem xe đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định như lịch hẹn, bày tỏ sự ủng hộ với phương án sử dụng ứng dụng đăng ký đăng kiểm. Ông Nguyễn Ngọc Ảnh cho biết tình hình xe cộ đến xếp hàng đăng kiểm nề nế nếp hơn và không mất nhiều thời gian. Đồng thời ông cho rằng việc kiểm soát chất lượng xe đăng kiểm theo đúng quy định như hiện nay là phù hợp, đảm bảo an toàn cho chính người điều khiển xe và người tham gia giao thông. Ông Ảnh chia sẻ, tôi thấy rất tiện, hẹn giờ hẹn ngày cứ vậy mà mình lên. Tôi đăng ký cách đây cũng mười mấy ngày. Xe thì đã hết hạn cách đây vài ngày, tuy nhiên theo tôi biết thì có nhiều người mới đây đăng kiểm tới tận tháng 8 mới có lịch. Cá nhân tôi mong là các phương án giải quyết cho những người sắp đến hạn đăng kiểm trước để trễ cả tháng trời người ta không chạy được, không đi làm được nhờ việc đồng loạt áp dụng việc đăng ký qua ứng dụng hoặc là qua website các trung tâm đăng kiểm đã giảm bớt tình trạng xếp hàng chờ đợi gây ủn tắc tại chỗ nhưng thực tế ủn tắc lại dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác trong khi nhu cầu kiểm định thuận tiện của người dân lại không được đáp ứng hy vọng là trong thời gian tới các cơ quan chức năng sớm tìm ra giải pháp khắc phục những vấn đề trong đăng kiểm để tránh gây phiền hà thiệt hại cho người dân cũng như giảm tải cho các trung tâm